Đâu các bạn nha, bữa nay bữa tối các bạn mà bữa tối đợt này có mưa các bạn. Mình đang trong mùa dê sầu các bạn. Mà cho nên là mình quyết định mình đi vòng vòng mình kiếm dê nó dưới đất nó vui lên nó nở cho các bạn xem nha các bạn. Và mình đi thì mình cũng phát hiện được cũng mấy con các bạn. Đây nè các bạn, đây là con dê sầu nè, vừa nở xong nữa các bạn. Cũng cứng rồi các bạn. Đó, mình sẽ để cô cầm cho chú đi. Mình sẽ bóc xuống cho các bạn xem nha. Đây. Nè, mới nở xong nữa các bạn. Để mình về ra đây cho mà các bạn xem. Trời ơi, chết queo luôn các bạn ơi. Nè, trời ơi. Có con này. Ê, nó bay kìa. Đây đó. Đây đưa đèn cho chú. Con dê nó đuổi vô không? Ở đây mình cũng thấy có mấy con nó nở rồi nè các bạn. Đó. Nghe, trên lá nó có bù kẹp á. Ở đây nữa nè các bạn. Trời ơi nhiều ghê quá ơi. Đó cho các bạn xem đá vô. Mình đi là mình thấy nằm ở trên đất cũng nhiều nữa các bạn. Thường là tụi nó sẽ bám lên gốc cây để nó nở nha các bạn. Nè, đây nữa nè. Mà cái này mình tới trễ rồi, nở rồi các bạn. Trời ơi, nhìn thấy đá kìa chưa. Rồi, để mình đi chỗ khác mình cho các bạn xem tiếp nha. Đây không có rồi. Mình phát hiện đây một con ít ồn nữa các bạn. Con này là kêu như con bò nha các bạn. Ở đây cũng có một con kêu ọp quạt nữa các bạn. Trời ơi, đây là xuất hiện con cuốn chiếu nè các bạn, bự ghê chưa? Quá trời luôn. Trời ơi, con cuốn chiếu này kinh khủng rồi chứ. Quá bự các bạn ơi. Ở đây thật là kinh khủng quá đi. Đây là một khu này là trồng cây gì mình cũng không gặp nữa các bạn. Ủa, cái cây này cái gì nữa. Nhưng mình thấy buổi trưa mình đi ngang đây nè, da nó kêu hả nhức cái đầu luôn các bạn. Bây giờ thôi mình di chuyển tới chỗ khác các bạn ơi. Mình còn bây giờ mình trở về cái khu vườn mình ở nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem thêm một ít mấy con dê đang lột. Ê, chà. Con nhện nó đang gình con dê này nè các bạn ơi. Thấy không? Các bạn thấy không? Này con nhện nè. Nè nó đang gình cái con này nè. Ồ, ghê chưa? Nhện bự ghê chưa? Trời ơi, đang kinh luôn. Bự chán luôn. Đó, em này sẽ là con mồi đầu tiên của em nha. Rồi đây nữa nè các bạn. Bây giờ dê nó mở cánh nè các bạn. Không, cánh nó dài ra nè các bạn ơi. Ơi đã ghê. Rồi đâu nữa đây. Còn nữa không? Ở vòng vòng vườn của mình, vườn khu mình ở thì trời trên đây núm là bự chảng nè các bạn. Cái khu mình ở thì dê nó cũng nhiều lắm các bạn. Trưa nó cũng kêu rân trời á. Bữa nay mưa cũng 2-3 đám rồi các bạn. Cho nên là bữa nay là cái dê nó cũng lên theo từng đợt các bạn. Đợt này thì lên không nhiều bằng đợt trước các bạn. Đợt trước mình không để ý đi thì
ve nó cũng nở một số lớn các bạn. À, đây nè các bạn ơi, đó đã rồi chưa các bạn. Ở bên này cũng có nè các bạn, bên này con này nó chưa nở luôn các bạn, lâu ghê. Con ve này lâu ghê, lâu nở ghê. Rồi con ve này số phận luôn, mới nở ra bị rớt đất rồi kiến nó bu luôn các bạn. Rồi, tội nghiệp quá. Rồi còn con này là ngồi hồi nãy giờ luôn, con này làm biến ghê chứ nó không chịu đi luôn các bạn. Giờ mình sẽ di chuyển cho ngoài bức tường ngoài đây coi, ngoài đường đan nè. Nè, nở nó rớt, nở trước rồi nè các bạn. Nè, ở đây nữa nè. Đó. Nhiều lắm á các bạn. Đây cũng nở luôn các bạn. Ôi, đây hai con các bạn ơi. À, con này lự nè. Đó, cho bạn xem nè. Quá đã luôn các bạn ơi. Đây nữa nè. Bự ghê chưa? Sướng luôn á. Đã ghê các bạn. Bây giờ mình ra thêm cái giường của mình nha các bạn. Coi cái ngoài giường của mình có con gì ban đêm không các bạn. Có khi cũng có què nó cũng lên nó nở các bạn. Nhưng mà tiếc cái là nãy giờ mình cũng có xem sơ sơ, không thấy con ve nào hết mà chỉ thấy nguyên cái đám giường của mình rất là xanh mượt các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đã không? Sau một thời gian cái đám giường lên cái phỉnh đất trống dơ hầy mà giờ mình làm thành cái phỉnh đất sạch sẽ xanh mát các bạn. Ở đây con gì đây? Con này con ảnh ương nha các bạn. Ngoài ra ngoài rau mấy cây rau thơm ra không có cái gì đặc biệt các bạn. Này mình có thêm cái bụi hẹ nha các bạn, trồng gần rất giả lắm các bạn. Nè đây mình cũng ương mấy cây hẹ con nữa các bạn, mà thấy nó lên èo ụt quá các bạn. Rồi thôi mình cái buổi tối của mình đi vòng vòng đi kiếm ve sầu nở cho các bạn xem á, giờ mình cũng xin dừng nha các bạn. À, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.